Kính chào quý vị và các bạn. Lâu lắm rồi thì mới có một cái dịp. Vì vài bữa nay tôi có một cái câu chuyện cá nhân, cho nên không có quay cái video để tặng quý độc giả của chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Hôm nay video của tôi có tên là Mua Đất Bằng Miệng. Người ta trên báo chí người ta nói là mua đất bằng giấy tay, mua đất bằng qua phòng công chứng. Còn hôm nay video của luật sư Thu có nói là mua đất bằng miệng. Trước khi mở đầu cái bàn về cái vấn đề mua đất bằng miệng thì tôi cũng có một cái câu chuyện như thế này. Có một vị độc giả của chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta để lại cái comment ở phía dưới với một cái câu rất là sốc, là như thế này: luật sư mà đã nhận vụ kiện là phải bằng mọi cách để thắng vụ kiện. Tôi không có ý kiến. Tôi cho rằng là trong một chừng mực nào đó thì nếu các bạn là những người song hành với luật sư trong cái quá trình đi tòa thì tôi sẽ đưa cho quý vị và các bạn một cái bài toán lợi nhất trong cái khả năng của mình. Tôi không đồng ý với ý kiến của bạn kia và tôi đã xóa cái comment đó. Đó là những cái quan điểm, và tôi cho rằng quan điểm trái ngược thì mình sẽ không nhận thôi. Bạn có quyền đi một luật sư nào đó và luật sư đó có thể thắng cho bạn. Dĩ nhiên là tôi không nói rằng là trong trường hợp này tôi thua hay tôi thắng. Tôi chỉ nói rằng là tôi sẽ có một cái cách nhìn khách quan, đầy đủ, toàn diện dựa trên căn cứ quy định của pháp luật. Nếu như trong trường hợp bạn nào đó xem cái chương trình của tôi thì sẽ có tính nhân văn. Trở lại cái câu chuyện của video của ngày hôm nay là mua bán đất bằng miệng, là một cái câu chuyện mà một anh độc giả của chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, anh điện đến cho tôi, anh bảo rằng là bà xã của anh mua đất của người em, và khi mua đất thì đã đưa một cái số vàng, một vài chỉ gì đó cho họ. Thì cái thời điểm mua đó đã là cách đây khoảng 5-7 năm rồi. Thì bây giờ hiện tại thì mặc dù là mua, tại thời điểm mua chưa có giấy tờ nhà đất, mà khi mua thì cũng không quản lý sử dụng. Bây giờ cái người em đó lại tiếp tục bán cho một người anh chị em ruột, và dẫn đến người anh chị em ruột đó đã làm ra giấy tờ. Thì anh bảo với tôi trong trường hợp này thì ý kiến tư vấn của luật sư là như thế nào. Hôm nay tôi cũng muốn đưa một cái câu chuyện của gia đình họ, cũng như là gia đình của những anh chị em ở những vùng sâu, vùng xa, có một cái niềm tin là anh chị em ruột, thì nó sẽ không có cái sự xung đột. Câu hỏi duy nhất của tôi đối với trong trường hợp này rằng là thôi thì trước đây mình có nói với người em ruột của mình á, là mua đưa số vàng, thì thôi bây giờ họ không muốn bán nữa thì hoàn lại số vàng đó cho mình và mình sẽ lấy mình đi đầu tư ở chuyện khác. Bạn không đồng ý, bạn bảo rằng là chị phải kiện. Thì tôi cũng phân tích lý do để kiện. Thứ nhất rằng cho đến thời điểm cách đây 5 năm thì cái việc mua bán bằng giấy tay nó đã khó lắm rồi, nó đã khó có thể chứng minh được là cái việc chuyển nhượng, cái việc giao dịch mua bán đất với một phần đất, số tờ, số thửa, tờ bản đồ đã không có chứng cứ. Mà khi không có chứng cứ thì chúng ta sẽ đi vào trường hợp là chúng ta kiện thua. Thì anh lại bồi tiếp cho tôi một cái kiến thức rằng trong trường hợp này thì có 2-3 anh chị em ruột đứng ra làm chứng. Thì tôi mới cười, tôi bảo rằng là nếu anh đi kiện thì anh được gì? Thì tôi cho rằng là bây giờ anh đi kiện, anh có những cái mất và những cái được. Khả năng xác suất anh đi kiện thắng rất khó. Còn nếu như trong trường hợp đưa những anh chị em trong nhà
mình là nguyên đơn, người em gái mình là bị đơn, các anh chị em là những người làm chứng. Còn cái người mà gọi là nhận chuyển nhượng, cái người mua đất cũng là anh chị em ruột. Thì như vậy cái bài toán không hiệu quả. Đó là lý do trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, tôi vẫn đưa cho quý vị và các bạn bài toán mình biết lượng theo một cái hồ sơ để mình biết kỹ năng pháp luật, đồng thời mình phải biết cái tình thâm, cái gia đình. Và tôi quyết định xóa cái comment tiêu cực của một bạn nào đó với một cái lý do rằng là luật sư đi kiện nhận tiền người ta phải thắng. Chúng ta sẽ không bàn. Tuy nhiên rằng ở lứa tuổi tôi nghĩ rằng tôi biết những gì tôi nói, tôi biết những gì tôi san sẻ. Có lẽ các bạn sẽ hiểu rằng là trong một cái xã hội ngày nay, cái sự uy tín cái nó giảm sút đến mức độ nào. Tuy nhiên vẫn còn đó những cái nhiệt huyết, những người của rất nhiều ngành nghề, họ vẫn còn cái tâm của cái nghề các bạn ạ. Thôi thì thông qua cái video này, tôi nói với quý vị và các bạn, không thể cho đến năm 2019 này không thể mua bán bằng miệng các bạn nhé, không thể mua bán giao dịch nhà đất bằng miệng được, và không thể mua bán giao dịch bằng giấy tay được, ngoại trừ trường hợp là có một cái hợp đồng đặt cọc. Và khi một cái giao dịch bằng giấy tay thì mình phải có xem, cầm, nắm trước khi mình đưa tiền cho người bán, người chuyển nhượng, các bạn nhớ nhé, để tránh những cái rủi ro về thiệt hại về phía mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Chắc có lẽ rằng là tôi sẽ cái khung giờ 8 tới 9 giờ thì tôi sẽ xì top lại và bắt đầu từ ngày 16 âm lịch các bạn nhé. Chứ đầu năm mà mình tư vấn miễn phí rồi, cuối năm cả năm thì tư vấn miễn phí sao? Đùa cho các bạn thôi, tại vì tôi cũng muốn một thời gian nghỉ ngơi sau một năm làm việc tương đối vất vả. Nếu quý vị và các bạn nào đó có những cái phí để mình tư vấn đầu năm thì mình sẽ chủ động với luật sư để lấy lọc đầu năm. Còn nếu như trong trường hợp các bạn muốn tư vấn miễn phí thì qua khoảng sau 10-15 tháng thì các bạn cứ coi là nếu mà Tết thì là hết mùng 10 thì hết ngày 15-16, thì 16 trở lên thì các bạn hãy gọi vào cái khung giờ 8-9 giờ các bạn nhé. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn.